Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn mục đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho Lâm Rồi sau đó các bạn ấn phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những thông báo mới nhất từ video của mình nhé Hôm nay thì Lâm lại tiếp tục chia sẻ cho bạn về một cái trang web Giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn là miễn phí Thì ở trên cái trang web này bản thân Lâm đã rút thành công của nó rồi Cho thấy thì hiện tại nó vẫn rất là uy tín nhé giá trị hiện tại của một cái đồng Bitcoin này Lâm sẽ cho các bạn xem một cái đồng Bitcoin hiện tại nó đang có giá là sấp xỉ 58.000 đô hôm trước nó còn lên là hơn 60.000 đô cơ bây giờ chúng ta có thể kiếm nhá và chúng ta đợi lên đầu 6 chúng ta có thể bán này rồi cái trang web ngày hôm nay Lâm chia sẻ cho bạn cái trang web này chúng ta tham gia rất là đơn giản thôi cái đường link tham gia thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video này khi các bạn ấn một cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây các bạn ấn một mục dấu ba gạch ở đây cho Lâm nhá. Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái phần đó là phần đăng nhập và đăng ký. Thì đối với bạn nào mà chưa có tài khoản ấy thì các bạn sẽ ấn vào phần đăng ký ở đây cho mình này. Ở à, cái mục đăng ký này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần điền cho mình là tên tài khoản của bạn này. Sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail rồi điền cho mình cái mật khẩu ở đây. Rồi chúng ta đồng ý với tất cả các điều khoản ở đây nhá. Thường thì nó sẽ hiện lên cái hình ảnh captcha ở đây để các bạn có thể xác minh này. Rồi sau đó các bạn ấn mục phần đăng ký. Sau khi bạn đăng ký thành công ấy thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail để chúng ta thể con phim thành công cái tài khoản nhá. Hiện tại thì Lâm đã có tài khoản rồi. Lâm sẽ ấn một phần đăng nhập ở đây này. Rồi bây giờ Lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà Lâm đã đăng ký trước đó rồi. Sau khi các bạn đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này nhá. Thì hiện tại số dư của Lâm đang có là 1184 cái đồng bit này và Lâm đã đủ min rút của nó rồi nhá. Và tí nữa Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền này bằng cái này số Satoshi của Lâm thì nó rơi vào tầm là hơn 2 đô nhá. Tí nữa Lâm sẽ hướng dẫn là rút tiền. Ở đây bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được nhiều cái đồng bit ở đây các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới ở đây cho lâm nhá ở cái phần bên dưới này nó sẽ có một cái phần để các bạn thể nhận này ở đây là cứ trong vòng 5 phút các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ nhận một lần ở đây cho lâm này các bạn sẽ ấn phần mục doai lao ở đây cho mình nhá đây là một cái trang web rất là uy tín và cái số lượng nó trả cho chúng ta rất là lớn nhá số lượng satoshi ấy. rồi chúng ta sẽ chuyển đổi captcha ở đây mình sẽ chuyển sang hình ảnh nhá ở đây chúng ta sẽ nhập bằng cái hình ảnh này các bạn ấn mục uh, xác minh tôi không phải là người máy sau đó các bạn ấn mục uh, nhấn vào đây này rồi mình sẽ ấn vào đây để xem mình nhận được bao nhiêu bit ở đây đây rồi như vậy là lâm đã nhận được của nó là một bit ở đây nhá một bit này nó tương đương với là một satoshi của cái đồng btc lâm sẽ x ra này rồi các bạn quay trở lại này Ở đây là cứ trong vòng 5 phút các bạn để ý này Cứ trong vòng 5 phút chúng ta sẽ vào đây Và chúng ta sẽ nhận một lần Các bạn kéo xuống này Ở đây nó còn hiện lên những cái con số may mắn nhơ đây giả sử nhá, vừa lấy Lâm là vào cái số 71,8 phải không? Ở đây các bạn giả sử nhá, số của bạn mà từ 1 cho tới số 89 thì các bạn sẽ nhận được của nó là một bit này, từ số 90 cho tới là số 94,9 này, các bạn sẽ nhận được của nó là 2,3 bit từ số 95 đến số 99 chúng ta sẽ nhận được là 3,5 bit càng từ số cao hơn thì cái số bit các bạn nhận được nó càng nhiều hơn nhá rồi đấy là cái phần đầu tiên Lâm hướng dẫn và chia sẻ cho bạn trên cái trang web này giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng bit này nó sẽ quy đổi ra Satoshi của đồng BTC ở đây nhá rồi chúng ta lại ấn một dấu ba gạch tiếp theo ở đây ở à, mục dấu ba gạch này các bạn sẽ ấn mục kiếm bit ở đây cho Lâm này ở trong cái mục kiếm bit cái phần vòi là vừa nãy chúng ta đã điểm danh rồi là cứ 5 phút các bạn lại quay lại và các bạn điểm danh một lần cho mình. Tiếp theo phần thứ hai đó là cái phần liên kết ngắn này. Đa số những trang web như vậy ở cái mục liên kết ngắn này nó thưởng cho chúng ta rất là nhiều nhá. Ở đây mình có tận là 51 cái liên kết ngắn này các bạn kéo xuống phần bên dưới đây này. Đây giả sử nhá. Giả sử cái liên kết ngắn này các bạn tham gia thì các bạn sẽ nhận được có nó là 2,6 bit này. Đấy, rất là nhiều luôn. 2,2 bit này, nếu mà bạn nào muốn tham gia thì các bạn sẽ ấn vào mục phần uh, chuyển đến cái đường link ở đây này. Sau khi mà các bạn hoàn thành các bạn sẽ nhận được của nó là 2,6 bit nhá. Ở đây thì nó lại làm nó sẽ mất một chút thời gian nên là Lâm sẽ không hướng dẫn nhá. Hầu như là bạn nào cũng có thể làm được ở phần này rồi. Nếu mà bạn nào mà có thời gian rảnh rỗi các bạn làm được hết cái số liên kết ngắn này, các bạn cũng kiếm được rất là nhiều bit ở trên cái trang web này nhá. Rồi đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn cho bạn về cái phần thứ hai để chúng ta thể kiếm được cái số lượng bit sau đó chúng ta thể quy đổi ra Satoshi của đồng BTC nhá. Rồi Lâm sẽ sang cái phần thứ ba này. Mình lại ấn mục dấu 3 gạch, ấn mục kiếm bit. Cái phần thứ ba đó là cái phần quảng cáo PTC. Ở đây là chúng ta xem quảng cáo nhá. Ở cái mục xem quảng cáo này thì có nó rất là đơn giản thôi. Đây mình kéo xuống này. Mình có là mấy cái quảng cáo, đây mình xem có mấy quảng cáo nha. Ở đây nó không hiện, quên mất rồi. À, tầm tám uh, 8 cái quảng cáo các bạn Giả sử như là cái quảng cáo này nó trong vòng là 15 giây Thì chúng ta sẽ nhận được của nó là 1,4 bit này à, Cái quảng cáo này là 10 giây Chúng ta sẽ nhận được của nó là 1,1 bit Đây giả sử Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là xem một cái quảng cáo này đi Khi mà các bạn ấn vào cái quảng cáo này ấy, Thì nó sẽ hiện lên một cái phần Đây các bạn để ý đây Sau khi cái số giây ở đây nó chạy hết nhá Nó sẽ hiện lên một cái hình ảnh captcha tra ở đây Để chúng ta thể điền vào Và chúng ta sẽ nhận được cái số bit tương đứng này rồi, thời gian đã hết rồi, chúng ta sẽ chờ một lúc này. Rồi chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh nào mà nó không phù hợp ở đây này. Sau khi mà chọn xong rồi thì chúng ta đã hoàn thành rồi nhá. Sau khi hoàn thành rồi mình sẽ X ra này. Rồi mình sẽ X ra nhá. Và cái số bit nó sẽ tự cộng lên đây cho chúng ta này. Đấy là cái video đầu tiên mà mình hướng dẫn các bạn cách xem này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn xem một cái video nữa nhá. Đây giả sử cái video cuối này nó cũng là 10 giây và cái số lượng bit chúng ta nhận được là 1.1 bit ở đây. Đấy, cũng có rất là nhiều những cái video để các bạn thể xem ở đây cho mình này rồi mình sẽ chờ một lúc ở đây trong vòng 10 giây thôi các bạn 10 giây của nó rất là nhanh thôi hết 10 giây thì nó sẽ hiện lên rồi hôm trước lâm rút được của nó là hơn 5 đô và nó đã thanh toán uy tín rồi ngày hôm nay lâm đã tiếp tục các bạn à, rút tiếp là gần 2 đô nữa mình có đang có là hơn 1.000 Satoshi của đồng BTC Tí nữa Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là rút luôn này Rồi như vậy là Lâm đã xem hoàn thành được hai cái video này Và cái tổng số bit nó sẽ cộng lên đây cho chúng ta nhá Đây các bạn để ý này Hiện tại Lâm đang có là 1.187 bit ở đây nhá Rồi đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn các bạn là những cái cách để chúng ta có thể kiếm được nhiều bit Thì hiện tại trên cái trang web này nó đang có một cái sự kiện giúp chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều bit nhá Các bạn ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho Lâm này Sau đó các bạn ấn phần cuộc thi ở đây cho mình nhá ở trong cái cuộc thi này nó sẽ có hai cái phần cái phần đầu tiên giúp chúng ta thể nhận được là 400.000 bíp cái phần thứ hai các bạn có thể nhận được là 150.000 bíp nhá các bạn sẽ quan tâm cho mình đến cái phần đầu tiên đó là phần 400.000 bíp ở đây các bạn có thể kéo xuống ở bên dưới này nhá. Cái cuộc thi này là dành cho những người nào mà giới thiệu được nhiều bạn bè. Đây giả sử như là cái người này, người ta tham gia mời được 280 người. Hiện tại người ta đang đứng top 1 nhá. Top 1 thì người ta sẽ nhận thưởng được của nó là 150.000 bíp ở đây. Đấy rất là lớn này. Hiện tại thì còn 8 ngày nữa này. Ở đây là cứ trong vòng 1 tháng thì nó sẽ cập nhật danh sách một lần ở đây nhá. Rồi các bạn kéo xuống này. Ở đây giải thưởng cuối cùng của nó là người xếp thứ 10 này, có 10 cái giải thưởng nhá người đứng thứ 10 thì sẽ nhận được của nó là 2.000 bíp ở đây và số bíp nó sẽ tăng dần lên đó đứng thứ 9 là 3.000 này và đứng cao nhất của nó là 150.000 bíp nếu mà bạn nào có kinh nghiệm đi mời bạn bè ở trên cái trang web này thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng của nó rất là lớn nhá giả sử như là chúng ta không đứng top 1 chẳng hạn chúng ta chỉ cần giả sử như là top 5 top 6 thôi là chúng ta đã kiếm được cái số lượng bíp của nó rất là nhiều rồi đây, nếu mà bạn nào muốn đi mời bạn bè các bạn ấn mục phần dấu ba gạch này, nó sẽ hiện lên cái đường link để các bạn thể giới thiệu mời bạn bè ở đây cho mình nhá. Rồi đấy là những ít phần mà Lâm hướng dẫn chia sẻ cho bạn giúp chúng ta thể kiếm được rất là nhiều bíp ở trên cái trang web này. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền này, mình sẽ quay trở lại trang web này. Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái mục đó là mục rút tiền ở đây Thì đối với bạn nào mà mới đăng ký tài khoản ấy Thì cái mục rút tiền này khi các bạn ấn vào thì nó chưa hiện đâu Ở đây chúng ở đây nó yêu cầu chúng ta là phải kiểu như là nhận ở cái mục bot à, đến 5 lần nhá Ở cái mục kiếm bit này này Ở cái phần vòi này Chúng ta phải điểm danh đến 5 lần thì chúng ta mới À đúng 30 lần thì chúng ta mới ấn được vào cái mục rút tiền này nhá Hiện tại thì Lâm đã làm đủ cái số lượng của nó là 30 lần rồi Đây các bạn để kéo xuống này Đây cái phần này nào, chúng ta cứ làm là tầm 30 lần. Đây Lâm sẽ làm lại một lần nữa đi. Làm lại một lần nữa nhá. Đấy vừa lấy làm một lần rồi bây giờ lại làm được hai lần rồi. Chả mấy chúng ta đã hoàn thành được 50 lần và chúng ta có thể làm vào được cái phần rút tiền phải không? Rồi mình sẽ x ra này. Đó, cứ như vậy thôi chúng ta điểm danh nó rất là nhanh cứ 5 phút chúng ta phải vào đây điểm danh một lần bây giờ lâm sẽ hướng dẫn rút tiền nha chúng ta sẽ ấn mục phần rút tiền ở đây cho lâm này ở đây thì các bạn chỉ rút về cái ví Forecast Pay thôi. Đây các bạn để ý về ví Forecast Pay này. Ở đây cũng có một cái cổng nữa đó là ví Bitcoin. Ví Bitcoin này Lâm nghĩ là giả sử như là cái ví nào mà có chứa đồng Bitcoin. Nhưng mà Lâm khuyên các bạn lên rút về ví Forecast Pay cho nó ăn chắc nhé. Đó bây giờ Lâm sẽ ấn một phần rút tiền ở đây này. Min rút của nó rất là thấp thôi, chỉ có 1.000 Satoshi của cái đồng BTC thôi là các bạn có thể rút được rồi. Thì hiện tại Lâm đang có là 1.000 này, 188 cái đồng bit này, tương đương đó là 1.189 Satoshi của cái đồng BTC. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn nhá. Ở đây là các bạn sẽ liên kết với cái địa chỉ ví Forecast Pay Bitcoin của bạn ấy. Đây, nếu các bạn nào không biết lấy địa chỉ này, các bạn vào cái ví Forecast Pay này. Rất là đơn giản thôi. Hôm nào Lâm sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn là cách tạo ví này sau đó hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng này ở đây các bạn ấn một phần gửi tiền này sau đó đây các bạn để ý này cái đồng btc ở đây các bạn ấn một phần copy đây nhá sau khi mà các bạn copy xong rồi ấy, các bạn sẽ quay sang đây này các bạn sẽ dán vào đây ở đây thì lâm đã dán sẵn rồi bây giờ lâm chỉ cần nhập cái số lượng bit để lâm có thể rút thôi nhá đây mình sẽ nhập cái số lượng bit này một nghìn này một trăm tám mươi tám nhỉ đúng rồi rồi và min rút của nó là 1.000 Satoshi thì Lâm thừa min rút rồi nhá. Rồi bây giờ Lâm sẽ ấn mục rút tiền ở đây này. Đó, mình sẽ chờ này. Đây các bạn để ý này, yêu cầu rút tiền của bạn đã thành công nhá. Và ở đây nó sẽ xử lý cho chúng ta trong vòng là 48 giờ và sau 48 giờ tiền nó về thì Lâm sẽ đăng lên cái tab cộng đồng. Hiện tại cái tổng số bit của Lâm đã bị trừ ở đây nhá rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay lâm hướng dẫn và chia sẻ cho bạn giúp chúng ta có thể kiếm được cái đồng tiền điện tử bitcoin hoàn toàn là miễn phí nhé đặc biệt trên cái trang web này nó rất là uy tín nên là các bạn thì tham khảo và chơi luôn cho mình thì ở trong cái trang web này bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với lâm lâm sẽ hướng dẫn thì video của lâm kết thúc ở đây bây giờ lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây Bây giờ Lâm sẽ quay một cái vần và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Thì bạn nào muốn tham gia event của Lâm các bạn nhớ để lại cho mình này số like kèm theo số điện thoại nhà mạng Việt theo Villa của Momo cho mình. Video đợt trước của Lâm có 74 comment Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Rồi xem bạn nào may mắn nhất đây nhá. Xin chúc mừng bạn. À, nó chưa chạy hết các bạn sẽ chờ một lúc cho mình này. Mạng nó hơi lang nên là các bạn sẽ chờ nhá. Xem bạn nào may mắn nhất đây. Rồi vẫn chưa chạy hết này. Rất là lâu này rồi xin chúc mừng bạn cũng bình thường này số điện thoại là momo thì sau khi video này lâm sẽ gửi một phần quà qua momo cho bạn thì video của lâm kết thúc ở đây xin chào tất cả bạn nhé